tu tập, tất cả các con làm gì làm, có lạc lối, có về nhà, có bao nhiêu chuyện buồn bực, gia đình stress kiểu nào, cũng hãy gán đọc để cho mình chỉnh lại. Giống như mỗi ngày mấy con make up làm sao, tốn nhiêu thời gian, chải tóc làm sao, thì cuốn kinh nó rửa rọi cái linh hồn của mình, nó làm cho con mình đàng hoàng như thế đó. Mà cuốn kinh nó quan trọng hơn là make up, rửa mặt hay là đi tắm nha. Là tại vì chúng ta sẽ không có sân si với chồng con. Mỗi ngày đọc kinh mấy con vừa biết là mấy chư thiên mấy chư Phật nãy giờ đang đứng xung quanh mình, có thể nào mình vừa đứng như vậy mình la hét hay nạt nộ con mình đâu. Từ khi nào con không đọc kinh chừng 3 ngày, lúc đó con mới mấy chư thiên không có gần, thì điển của con á, cái hào quang nó bắt đầu nó mờ lại. Thì lúc đó khi hào quang mình mờ là tự động mình dễ bực bội lắm. Hào quang mình sáng là mình năng động lắm, mình thấy hoa gì cũng đẹp á. Còn bữa nào mà hào quang mình mờ đi mà bị trượt á, là mình nhìn thấy cái hoa là mình thấy bắt ghét. Tự nhiên mùa này nó nở hoa. Nó có nè. Tâm của chúng ta nó muôn màu sắc, nó đổi. Đèn vũ trường nó đổi làm sao là cái tâm chúng ta nó đổi như vậy. Cuốn kinh đó là một, để mà một cái đường đi cho mỗi ngày, hàng ngày. Cho nên sư phụ những đứa ở gần Thiên Long Sơn như hội đường thường nhắc nhở, đứa nào muốn gần sư phụ, gần 7 dòng hồ quan của sư phụ, và đồng thời có cái hỷ lạc, thì phải tẩy rửa mình trước, tức là phải đọc kinh á. Còn đứa nào không đọc kinh thì cũng phải ngồi thiền. Đứa nào không ngồi thiền mà bận á cũng phải làm. Mình khuyên người tu, tức là mình tu, mình bận, mình lên Facebook, mình làm một cái trang, mình share ra, mình là cái tâm của mình là hướng thiện, mình mới share đúng không? Cũng là tu, thì cũng là một cái tu, thì cũng các chư vị, cái tâm của mình mà hỷ lạc về thiên tâm, mình tạo cho nhiều người vô thiên tâm để biết cha biết mẹ, tức là mình cũng là có đại công đức, thì dĩ nhiên hào quang của mình nó cũng sẽ sáng. Thế nên đứa nào gần đây sẽ biết, hỏi mấy đứa ở đây đi. Trước khi gặp sư phụ đứa nào đến lấy sư phụ lụm ra cũng giống như con mèo ướt không? Có không? Mồ lem, mồ lú, không có trượt này, cũng bé bi nọ leo cổ, rồi tối nó leo lên bụng, mẹ ơi, con thương mẹ quá. Chậu nó chết nào, nhiều lúc cũng quên đó, mà nó cứ đeo đầy á. Vậy sư phụ là sư phụ tiễn đi hết. Rồi có những gia đình ông ngoại bà ngoại chết không có chịu bỏ đi, cứ ở vòng vòng với con mình, làm cho mấy đứa nhỏ nó không có ngủ được thì nó không có làm bài được, thì cái học của nó bị giảm lại. Sư phụ phải tới nhà năn nỉ, bác ơi bác chết rồi, người âm kẻ dương, bác còn liếm tí con cháu làm gì, sư đi nhiều nhà sư phụ làm được. Sư phụ tin bác cười hết, vui lắm. Cho nên những người xung quanh sư phụ là được clear mấy cái đó. Chỉ tội những người tiểu bang khác, những người xa không có cái phước đó, họ cũng sẽ bị cái đó. Nhưng mà bây giờ làm sao bây giờ? Chỉ có một cách duy nhất, đó là tự mấy con phải đọc kinh. Ở phương xa không có đủ phước về Thiên Long Sơn, thì phải tự cầm cuốn kinh lên đọc, và đồng thời treo dấu thiên tâm ở trong nhà, để cho ông bà của mình cũng tu theo, rồi tự động ông bà mình đi. Thay vì ông bà của mình cứ đợi sư phụ tới đuổi đi không à, tại sư phụ tới là phải sợ phải đi. Thì những người có phước thì được như vậy, còn những người không có phước thì phải tự mình làm. Cũng giống như giờ con không có ở gần bệnh viện thì tự con bị đứt tay băng bó, tự con phải băng chứ sao vậy? Nó là y vậy thôi. Chứ phụ không có nói là mình không có cách đó. Ở Việt Nam cũng vậy, ở những cái thành quê, vùng quê Việt Nam cũng vậy, cũng phải tự biết cách để mình chữa bệnh, là lấy dấu thiên tâm treo trong nhà. Thời nay ai đeo dấu thiên tâm sẽ qua hết tất cả nạn. Và những củ quyền của mình, những vong linh, những bùa ngải, thiên linh cái và phơm ma thon gì đó, nó thấy dấu thiên tâm nó cũng đều kính nể, cũng sợ đó. Tại vì có hội đồng chư Phật và các vị tiên trời Thiên Long Bát Bộ, dấu thiên tâm rất là màu nhiệm. Bữa hổm sư phụ cũng không có biết cái bác gì nổi đây chị gì á, mấy đứa con phỏng vấn, bữa tôi ba phỏng vấn là dấu thiên tâm cứu người chết đi sống lại đó. Ủa bà cảm ơn, thật sự người đó thì cũng mới giao duyên thôi, cũng chưa biết. Không phải một người mà cái mùa Covid á, cả ngàn người á,
Đó là lý do tại sao thiên tâm chúng ta có mấy chục triệu người, là vì có tất cả các vị gia hộ theo dõi thiên tâm. Còn gần sư phụ thì dĩ nhiên những vị hộ pháp nè đang đẩy đây nè, thần tiên nè, đều có thể. Ví dụ như là con hôm nay muốn theo họ thiên, sư phụ kịp nhận đi. Thật sự không phải là nhận, mà mấy vị có cầm cuốn sổ sẵn là ok, tên gì, thiên thiên cộng sản không, rồi theo. Thì mấy vị hộ pháp sẽ ghi tên vô liền. Tại vì nói chuyện với sư phụ, hôm nay gặp sư phụ không phải là gặp một mình sư phụ, mà gặp rất là nhiều vị. Thì những người nở Mỹ, những tiểu bang khác, họ có phước hơn. Đi máy bay thật sự mình lên mình ngồi ngủ mình giấc, hay là lên đó đọc chừng 50 biến đại bi thôi, nó tạo cơ hội cho mình tu nữa. Thì mình tới Thiên Long Sơn rồi đâu có khó. Còn người Việt Nam á, mà qua tới Mỹ toàn là đại gia mới đi được. Người thường sao đi qua Mỹ được? Mà qua Mỹ giờ là tổng lãnh sự quán của Mỹ mà xin cái visa đó, còn khách hàng có cây số á, họ có đủ phước bằng chúng ta ngồi đây. Cái đó là nhân tài mà người nào hiền đức sẽ phò thánh chúa lập hội long qua vào bản phong thần. Thì sư phụ cũng có biết ở ngoài kia rất là những người lỗi lạc, hay là song song á có những trường Thiểu An Đà Lạt, trường Phủ Đức, những bác HO vẫn còn sống, vẫn mạnh khỏe, họ cũng đang khắp thế giới. Họ biểu tình này biểu tình kia cũng giống như ngọn đuốc nhỏ thôi rồi bị dập tắt. Và cả cuộc đời tranh đấu, cả một cái hoài bão cũng không bao giờ thực hiện được. Đó là họ chờ khi người nhân thật đi về, tả hữu phò trì cây cỏ cũng thành binh. Khi sư phụ đi về, hải ngoại cũng thương, quốc nội cũng thương, cộng sản càng thương là gì, sợ chết. Và muốn ở lại để giữ chức thì sư phụ cho chức lại, người nào chánh nghĩa dân đồng ý. Tại lúc đó mình không còn cộng sản quốc gia. Còn mấy ông HO cũng vậy, cũng sẽ hết hận thù. Tại sư phụ đứng giữa, hey, mấy ông mà đánh mấy ông đảng, mấy ông không có được đốt củi, ông quýnh tôi trước, mấy ông đốt tôi trước. Tại vì tôi là tâm linh, tôi về phục lĩnh với cha. Cha đã nói giúp việc xã nghiệp, không có được trả thù. Hồi nãy đầu đời sư phụ có nói tâm từ bi sẽ hòa hợp dân tộc. Thì những sĩ quan Đà Lạt cũng bây giờ cũng 70-80, cũng đi sắp xuống mồ, mang theo những cái kiến thức đó, uổng quá. Việt Nam mình đâu có trường đó đâu. Việt Nam chỉ có trường tham nhũng, trường dựa hơi dựa thế để mà làm giàu thôi. Thế nên tại sao đầu đời vô có nói sau này bạn của con á, khi họ lấy cái đơn, khi đọc được cái cương lĩnh của sư phụ của Thiên Việt, họ về mặt đời từ cái cửa phía đông, cửa phía tây là các con ngồi đây đọc kinh. Mấy ông đó cửa phía đông kêu đọc kinh khó lắm, nhưng mà kêu an bang tới thế mà ông khoái lắm. Thầy điền cái đơn vô gửi về cho sư phụ. Thì thiên tâm không được thì Thiên Việt, đúng không? Cho nên không ai mất phần não chán, gán vô Thiên Việt đi. Thiên Việt sắp ra đời Thiên Tâm năm 2017 tháng 3 ngày 16, cha ban lệnh xuống cho sư phụ lập ra đạo Thiên Tâm. Hôm nay Thiên Việt sắp sửa ra đời để mà thu hút tất cả nhân tài thế giới, những người có chắc ẩn với con rồng cháu tiên với nước Việt, để mà một đời người sống có ý nghĩa, không có bị mất đi. Những người tài ba sống dập dùi, rồi làm cũng không có đúng nghề của mình, rồi chết vất vưởng thành con cô hồn các đảng. Tại vì khi mà có hoài bão mình không thành á, trận tử nghiệp khi mình chết á, mình không có kem, không biết không. Tôi có tài, tôi yêu nước, mà tôi sống vào thời này tôi không có làm được gì hết. Không có phải, sẽ làm được. Sư phụ sẽ có cách. Sư phụ là hồi xưa có một cái vị đánh cho cái bài nè, là đố ai biết được thánh phạm á, tối ngày vuốt râu của rồng. Con nghĩ bài đó hả, nó đúng y chang luôn.
ngày nào sư phụ cũng ở trong phòng mà Thích Long bệnh thân trời vuốt râu của ổng, con đứa nào có vô phòng sư phụ thấy không giống không, y chang gặp đùa đủ hạng vuốt râu của rồng. Thật sự mấy ngày cũng có chút tết mấy con, tôi nói chuyện cái gì mỗi ngày mà rồng vương vuốt, vương vuốt đón chào thiên tử, lập lại đời chúa ngự Nam Bang. Tại sao không nói là Bắc hay Trung mà Nam Bang? Tại sao ông chàng trình ổng không nói là bảo núi thiên tử sức mà ổng nói là bảo giang? Phải coi lại nghe, tại sao người Bắc là danh nhân, người Trung dĩ nhân, Nguyễn Nhân Thiệu, Ngô Đình Diệm, rồi Trần Hoa Nam, Đồ Đại Khái, những anh hùng của mình là miền Trung là dĩ nhân? Tại vì miền Trung chỉ có học vấn cao, chứ ruộng lúa là không có bao nhiêu, ở dưới thì eo hẹp biển, thì cho nên phải tranh đấu với bản thân. Thì cuối cùng là những nhà lãnh đạo lỗi lạc. Sau này người miền Trung giúp sư phụ rất là nhiều. Còn miền Nam, nhưng mà là công tử Bạc Liêu mà chẳng chơi đó nghe, lấy tiền đốt cái gì, lấy tiền nấu nước, tỏ ra mình giả, tức là phải có máu anh hùng phải không, nhưng mà không chơi thôi, nói là bực ha. Thầy tánh rất là hiền từ, từ bi hòa đồng, mới sanh ra thánh nhân. Cho nên ba cái đạo ra đời miền Nam: Châu Đại, Hòa Hảo, rồi tới đạo Khắc Sĩ, đều là miền Nam, để mà đón chào với hội Long Quang. Trước khi ông Trump đi đâu thì phải có tùy tùng xuống coi cái địa điểm đó, rồi lo trước mỗi thành phố đó. Trước khi cha xuống thế gian thì cũng phải có tiền binh hậu ủng. Trước khi một cái đại đạo thiên tâm ra đời cũng phải, cũng là như vậy. Tam giáo đồng nguyên, trên đời này ai thờ trời thờ Phật đều là đạo thiên tâm. Ai cũng kêu trời thì là con ông trời, thì phải biết thờ ông trời, phải biết cha là ai. Ai vui cũng kêu trời ơi, buồn cũng trời ơi, giận cũng trời ơi, chửi con cũng trời ơi, cái gì cũng trời ơi. Vì tại sao không biết cha vậy? Một đảng viên được lên chức mừng quá, trời ơi, đúng không? Thì tại sao không biết kính nể cha đi? Cha rất là từ bi á nha. Ông trời là có thật, quá thật luôn. Nếu không thật thì quả địa cầu chúng ta không còn đứng vững ở đây, đã bị người dĩa vô tàn phá, đã giết hết diệt chủng chúng ta rồi. Chúng ta so với người dĩa vô cũng giống như đàn gà đàn vịt thôi. Họ cũng thờ cha đó. Tất cả 3.000 hành tinh, người da thằng lằn hoặc là người da bóng láng mắt bự bốn tấc gì đó, khôn kiểu nào cũng đều là con ông trời. Chỉ họ ở một cái hành tinh đó, với cái môi trường đó, với cái khí hậu họ hít thở đó, họ tạo ra cái hình thù đó, nhưng mà vẫn là một cái linh hồn. Chúng ta là từ cõi Quan Âm Thiên xuống đây nha, chúng ta không phải là từ khỉ đầu thai như thuyết của ông Đê Bình nói. Chúng ta là có thần hồn, thần hồn nó đi từ những cái thành tinh này sang thành tinh khác. Các con cũng từ ở những thành tinh kia rồi mới chuyển về đây. Có đứa sư phụ coi cốt từ ở Bắc Cô Lô Châu đầu thai xuống đây là Nam Thiện Bộ Châu. Có đứa ở Tây Ngô Quá Châu hôm nay trở về đây. Có đứa thì khỏi Tứ Đại Thiên Dương. Có đứa thì từ ở dưới nước Cà Long Cung đi lên. Thì mỗi đứa đại tử ở đây sư phụ đều nói cốt hết, là chính xác luôn á, y chang luôn á. Cốt của đứa nào đâu biết, nó hiện ra cái cốt hết á, thiệt á. Còn đứa nào cô tiên thì cũng yếu điệu không. Rồi có những đứa là cốt rồng. Thời xưa có quả địa cầu chúng ta cai quản bởi loài rồng. Có ngày ông Long Dương, cái ngày mà nhớ bữa nào ta ở bữa mà 30 tháng 4 làm lễ trên núi, cái ngày Long Dương hiện về trước mặt sư phụ, con có biết á, cái quả địa cầu này ngày xưa đó là cai quản bởi ta. Cái này nhạc phụ ở dưới nước làm sao mà là cai quản mặt đất được. Mặt đất là bốn vị tướng của cha, lính của cha, tức là Tứ Đại Thiên Dương, ông Bắc, ông Nam, ông Trung, ông Bắc, ông Nam, ông Tây, ông Đông.
là cai quản cái đất. Ông nói không phải, ngày xưa trên mặt đất á, là nước không à, không không có không có cây cối. Sau này á, nước nó rút xuống thì lúc đó mới chia ra, chia cái cõi trái đất của chúng ta cho tứ tài thiên dương cai quản, còn mặt nước thì long dương cai quản. Nhưng mà thời xa xưa nữa thì chỉ có loài rồng cai quản của quả địa cầu này. Ông Long Dương á, cái đầu ông rồng nhưng mà ông mặc áo lông bào. Nhưng mà sau này á, sư phụ nói giờ nhà phụ quá thân ra hình người, tự gì giống như mấy ông rồng của sư phụ á, mấy ông là rồng lửa. Thì có hồi xưa lần đầu tiên mà mấy chục năm trước anh Bắc mà nhìn thấy Thích Long á, ổng quảng hồn la hét lên á, tại vì lửa khạc hài trong họng mà Thích Long mình á. Chỉ có Bình Long thì một tiên nữ rất là đẹp mà trắng xóa không, da trắng hết. Còn ngài Long Dương cũng vậy, sau này ngài mới cho quá ra, tại vì mấy vị mà về hiện gặp sư phụ á, từ ở trên trời bay xuống bự lắm, bự cái cây xuống, thì mấy vị cũng xét đúng cái size cỡ tầm cỡ 6.5 feet 7 feet phải không, để cho dễ dễ ngồi nói chuyện phải không. Thì mấy vị gọi là quá thân mà, thì ông Long Dương á, ổng quá ra cái chân dung, cho nên về sư phụ bỏ lên mạng á, ai mà ở gần nước á, cũng nên thờ ngài rất là linh. Có đứa đệ tử Mỹ Hạnh ở Phú Quốc á, có thờ ông hiện về ông nói luôn á, tạ cho đệ tử con thấy luôn á. Ngài rất là hiện hữu với sư phụ, sư phụ nói chuyện với nhạc phụ thường xuyên á. Có một lần ông lên ông ngồi ông kể, trời ở dưới nước mênh mông mà các con, tức là nói sư phụ với mấy đứa hài nhi á, là ông lên thăm gái ông. Cái ngài mới nói, trời ơi, Mỹ này có phước, thành phố rồi tòa nhà rồi sao mà lộng lẫy quá, có phước, ở dưới nước không có nè. Ông kể như vậy, muốn sinh lợi Hoàng Sa, muốn đi tắm biển Hoàng Sa, muốn lập cái miếu 100 họ Hoàng Sa, muốn lấy cái biển đảo 100.000 cây số vuông vòng vòng ở đó để cho dân miền Trung có sự sống, thì phải khấn ông Long Dương nè. Tại tất cả thuộc nước đó, đảo đó, là ngài cai quản đó nha. Tôi nói thật á. Còn đất liền thì mỗi một cái nơi có những vị thần này thần nọ. Tại sao miền Bắc hôm nay có một cái lúc trước mấy vị nói có hồn thiên sông núi á, là hiện nguyên cái bản đồ mà hình bằng mây ấy, ngay chỗ mà lăng Ba Đình của Bác Hồ luôn á. Thì là ở Việt Nam nó qua nhiều đời vua đời chúa, cho nên những vị mà anh hùng của Việt Nam á, những miếu như miếu ông Mai Hắc Đế, miếu này miếu kia, miếu nhà Nguyễn, miếu nhà Lý, miếu nhà Trần, đủ các triều đình vua hết, thì ở ngoài Bắc á nó linh thiêng dữ lắm. Trung cộng muốn nuốt cũng khó lắm á. Ô hồ chi sư phụ con đang ngồi đây, nó không, nó nuốt của mình như là nuốt Tây Tạng rồi đó con. Bây giờ con nghĩ nước miền còn hay mất, mất tiêu rồi. Từ đời nào cả Lào cũng vậy á, chưa có chánh thức tuyên bố thành một cái tỉnh Phúc Kiến thôi. Việt Nam mình á bây giờ nhiều người không hiểu, sư phụ người tâm linh sư phụ nói chuyện như vậy trên tôi biết, thấy thân trong cộng. Nhưng thật sự chúng ta đã đi hai con đường riêng rồi, anh đi đường anh, em đi đường em, mạnh ai nấy đi rồi con. Từ thời ông tướng hoàng vàng lên là đường ai nấy đi rồi. Trời ơi, bên đây sư phụ khấn dữ lắm, tại mình làm sao mà cái nước mình bất chiến tự nhiên thành mà không có đổ máu. Mà mấy ổng, ô bữa nay mặc đồ xanh dương giống màu này quá không, về hai ông tức Việt cộng mà với tức Trung cộng ngồi gần nhau, con biết ông nào là ông nào không? Có ai giơ tay là biết ông nào là tướng Việt cộng, ông nào là tướng của Trung cộng không? Khó lắm đúng không? Thôi có thiên tử sinh, từ từ mình hạ màn, nhưng mà mình biến chất, biến luôn cái màu áo, chỉ cần đổi áo thôi chứ đâu khó gì đâu. Nhưng mà phải chịu nghe lời cho bộ kia, phải tận tiên kìa, thật sự. Chứ không phải con nghĩ là một cái nước Việt mình đổi kiểu nào, đảo chánh hả, lấy súng về bắn hả, không có. Hễ mà có một người chết á, là cha ký đầu sư phụ liền á.
cởi áo rồi con. Bây giờ một người nếu mà nói như con thì quá chắc. Một người, một đứa nghèo nó ở cái nhà trọ ở Bình Dương chút bẻo mà nó có hướng khỉ gì đâu. Cái giường ngay đó, cái nhà bếp ngay đó, cầu tiêu ngay đó, dựng ngay đó. Mẹ chính cái tâm con thôi, không cần giờ cũng không cần hướng không cần gì hết. Những cái tâm của con có bỏ thì giờ cho mẹ bao nhiêu là được rồi. Nhưng mà có một điều á, Phật trời không có trách. Những nhà giàu á, nó có thể để cái đóng tượng Phật được, nhưng mà làm gì tưởng gì không cần biết. Nếu mà làm cho đúng, phải để cao hơn cái ngực của mình. Nếu mà có đủ điều kiện, cũng giống như ở Thiên Long Cung, mấy con nhớ lại đi. Lúc trước khi tượng cha tượng mẹ về Thiên Long Cung, mình thờ không có đúng, nhưng mà lúc đó mấy vị không có nói. Sau này mình có bức tranh, bức hình rồi, thì mấy vị mới kêu mình làm đúng không? Chứ thật trời, người ta, mấy vị là cái computer của mấy vị hơn mình gấp triệu lần đó con. Mấy vị biết hết trơn á, lúc nào mình phải làm gì, làm gì. Thì khi mình thờ, mình miễn làm sao trên cái ngực, và nếu mà đủ điều kiện ở nhà lớn nè, và cái tầm nhìn của mình á, vị nào cũng thấy mặt là được, đừng có vị nào phía trước phía sau. Trời Phật không có chấp con. Cái lòng thành con tưởng nhớ mấy ngày bao lâu, tâm của con bền gan bền trí được bao lâu. Có đứa thì đọc kinh được 3 tháng rồi sao mấy, tôi không thấy Phật, không thấy mẹ, không thấy gì hết, tôi chán tôi bỏ. Tìm đọc gì? Không phải không thấy, là mình bị chấp lên rồi mình lại bỏ cha bỏ mẹ. Tất cả các hồi thiên trên thế giới có thể chấp sư phụ, ồ sư phụ là thiên tử, dù xuống trần dạy đạo, chứ còn ca giống người đời, ôi tôi không tin sư phụ nữa. Đó là do con chấp. Còn sư phụ phải tùy theo ứng, tùy theo ứng xử theo cái môi trường đó. Giờ bác lớn tuổi Việt Nam không thích sư phụ ca, nhưng mà mấy đứa nhỏ nó lì lợm, nó không thích nghe sư phụ nói, đường nào cũng vậy. Nhưng mà nhiều khi á, nó nghe ông nội này ca dở quá, cái nó ngồi nghiên cứu, thì từ đó nó nghe được cái điểm thanh của sư phụ, cái nó theo đạo mình. Được cái này mất cái kia. Cộng lại giống như mấy đệ tử bữa nay, bữa hổm, hôm qua hôm kia, tuần rồi, Tết ở đây, ca. Thì sư phụ cũng phải lớp vui, mỗi lần sư phụ lên là thấy môi trường nó khác đúng không? Năng động lên nữa, thì sư phụ cũng phải gán vui. Chứ giờ ở cái thế của sư phụ, kiểu nào cũng bị nói. Chỉ có cái kiểu là cái tâm sư phụ biết cái chuyện, mỗi một lời của sư phụ nói, mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ đều có lợi lạc cho một cái tầng lớp nào đó thôi. Lớp nhỏ hay lớp trung lưu, lớp kiến cận hay là lớp mã tấu, hay là lớp cà gù rồi gạch, mấy sao là cuối cùng rồi, chiếc thuyền bát nhã của sư phụ và đức thầy đó đầy là sư phụ thành công. Còn sư phụ làm kiểu nào mấy con đừng có chấp. Mấy con có bỏ sư phụ, bỏ đi lục cái sư phụ 3 ngày thì cũng không bao giờ giận. Giống như mấy hạnh heo xanh, sư phụ cũng kêu nó về núi 3 ngày, sư phụ la để cho con sửa lỗi thôi. Đã là sư đại tử thiên tấn kiệt, sư phụ nhất định đem mấy con về trời kỳ này, không có bỏ lại đứa nào. Cho nên con cứ thoải mái,